Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Ngọc cùng dì Xuân, dì bạn đi mua cây hoa về nhà trồng. Đó là dì Xuân. Hello. Hello. Dì Xuân làm lái tài xế hôm nay đi mua hoa để về trong ngôi vườn. Hôm nay trời đẹp lắm mọi người. Hôm nay nhiệt độ tới hiện tại bây giờ là 88 độ F luôn mọi người. 88 độ F, trời nắng luôn á. Tới cái tiệm bán hoa đây gần đây thôi à, có 5 phút lái xe thôi. Khỏi đường này tới Hàng Đỏ là tới gần Hàng Gân quá. Đi đường này lẽ chỗ tìm được mày ra gì đi gì tắt ra đi chứ. Dạ, cũng gần mấy phút rồi. Rồi mèo qua đây là tới liền nè. Còn cái mày gì? Ừ. Cho tắm. Đi đầu nó mày nó đi đâu ra? Nổ. Con có đi. Ủa, con cái phát kinh sau đó hả? Ừ. Ồ, con nó có biết. Thương con đầu bên kia. Chỗ đậu xe nè. Bây giờ Ngọc đi vào bên trong nè. Đây là cái nhà kiến nè. Để người ta ươm cây trong á. Cho nó phải lạnh á. Cái hoa này người ta chưa đem ra ngoài. Hoa đồng tiền này gì xong? Cái đồng tiền, hoa đồng tiền. Cái hoa này trồng mùa hè nè. Mấy cái hoa này đẹp nhưng mà nó màu tàn lắm gì? Ờ, cái đó không được. Cái này. Nắng à, 88 độ là nắng à. Ngày mai nhiệt độ nó xuống chút là gì? Đây là rau. Rau thơm này. Cái rau này ở nhà con có. Có gì chứ có nhiều. Giờ có quế với còn rau sao? Cần nè mọi người. Cái cần. Gì rau chua nè, gì có mua rau chua không? Đây nè, rau chua này nè, ăn bánh xèo này ngon lắm á. Nhà con có lên, nhà con có trồng mấy bụi nó đang lên. Nó tự động năm nào cũng lên. Dạ, Di trồng xong mỗi năm nó lên lại cái gì? Ừ. Rau chua này Di ăn nó chua lắm. Mình ăn bánh xèo ngon lắm. Một chậu này là mấy đồng? Đây nó để 3 đồng 25, không biết có phải là toàn bộ không? Di ăn bánh xèo, ăn này ngon lắm gì. Mình ăn rau sống, ăn tất cả các loài bún cái gì? Mấy cái bún, bún riêu, bún đồ cũng ngon á. Nhà con có cho nên con cứ mua gì mua đi. Trồng 4 chậu đi. Dạ. Yeah. Chứ 2 chậu. Chị cắt cái đó, chị trưa mấy cái đọt á. Mấy cái cọng nhỏ nhỏ non nó lên lại á. Dạ. Yeah. Đó, chị Xuân nè. Chị Xuân trồng hoa gì, cây gì cũng lên tốt hết trơn á. Chị có tay trồng cây. Bên đây hoa này mọi người. Đẹp chưa? Nhiều hoa mình thấy đẹp nhưng mình mua về nhà, mình mua ít á thì nó không có đẹp đâu. Mua về mình mới trồng cho nó dày như vậy nó mới đẹp nè mọi người. Một cái tray này là nhiều lắm á, chắc cũng phải 12 chậu á. Người ta bán trong này một bình nó nhỏ xíu à, đó bình nhỏ như vậy thôi nè. Đó, một cái này là 6 nè, 6 bình nè, 6 chậu nhỏ nhỏ. Mình về mình tách ra. Không thấy màu gì ta? Có gì cái này nó lên cái màu giống như bông chuối vậy. Ờ, mà nó lên bông màu đỏ rồi sao cái màu ta? Chắc nó chưa có lên gì, phải qua cái sai. Hoa tím. Bên kia là hành nè mọi người. Hành. À, bên này là rau. Bên này cải với lại rau salad nè, salad hai màu, cái đất đỏ với xanh nè. Bên này cải. Cái này giống như là cái rau, cái lá của củ su hào á mọi người. Ồ, hoa nó đẹp á, gì mấy cái chậu nó đẹp á. Có gì mua giống cái cây nãy không? Có gì mua để dần dần vô cần của nhà để chấm cửa. Dạ. Yeah. Mà cái chậu kia nó không. Cái này đẹp này, năm ngoái con có mua cái này nè. Nó lâu không? Nó cũng nó lát tới mùa hè à. Hết mùa hè luôn á. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Nhưng mà nó lên cái này xong cái này nó chết, cái hoa cái bốc khác nó lên lại. Đúng rồi. 10 inch 10 đồng 95, 12 inch là 15 đồng 95. Một chậu này mình chia. Vậy cái nào 10 inch vậy? Tại vì về mình để vô. Coi coi. Cái này bao nhiêu inch? Ủa sao mình thấy được cái nào 10 inch, cái nào 9 inch gì? Sao con không thấy cái size nó gì? Để coi coi.
medium dark red. Dì thích màu đỏ rồi. Dì lấy cái màu nào dì thích thì dì lấy thôi. Mấy cái hoa này đẹp này ở nhà không có. Cái hoa này màu hồng nè. Hoa này mùa xuân nó lên lại á. Con muốn đi kiếm màu tím mà chưa có ra màu tím. Tại ở nhà không có màu hồng tươi đó. Ai kiếm mình vậy? Vì con đi mua màu tím. Hôm nay đi quay vườn vườn rau cho mọi vườn hoa. Cái vườn cái chỗ người ta bán hoa cho mọi người coi thôi. Dì Ngọc đi theo dì Xuân để mua hoa. Nắng rồi cho nên bà con mọi người ta đi mua hoa về nhà trồng. Chị Xuân lấy màu đỏ, lấy hai chậu hoa màu đỏ cũng đẹp quá trời luôn. Này nó không có vàng thiệt hay ngọc, nó xanh quá vậy? Chắc nó mới ra búp chứa vàng á dì Xuân. Ở nhà con có ươm mấy cái hoa, hoa vàng thọ với lại hoa mấy cái hoa kia nhiều lắm mà nó chưa lên. Năm ngoái con mua màu cam, màu đỏ. Nè, màu cam nè. Dạ, năm trước con mua một cam đỏ này nè. Nhưng mà không tươi thì cũng có đẹp luôn. Ngọc tính mua cái hai chậu hoa này. Nhưng mà Ngọc nghĩ chắc khoan đã. Tại không biết mọi người có coi cái video trước của Ngọc không. Video trước của Ngọc là Ngọc quay trước nhà Ngọc có hai cái cây hoa anh đào bự thì bự đẹp, trước nhà rất là đẹp. Với lại có mấy cái hoa đào nhỏ với tulip á, nó chưa có tàn á. Cho nên về Ngọc đợi để mai mốt nó tàn á thì Ngọc sẽ đi mua hoa về trưng thêm. Còn bây giờ nó còn á. Cho nên Ngọc đi vòng vòng coi hoa. Đi quay hoa cho mọi người thấy thôi. Cái này không biết là nó nổi năm mùa hè hết mùa hè không ta. Là bông nhỏ mà gì. Dạ mấy cái này nhỏ lắm. Chị thích bông bự bự rồi. Chị trong bông bự thì nó đẹp. Nó đẹp hơn. Cho mùa hè cầm cái cửa nè, về gì chiếc qua chậu bự. Dạ. Nắng ghê luôn á gì. Ừ. Cái này cũng đẹp. Đẹp mà hình như cái đó nó ra cái nó ra nó không có ra lại. Đúng rồi. Nó phải thông minh giống cái đây nè. Cái này nó ra hoài. Cái này nè. Ừ, đó. Con nhà con còn hoa nhiều quá. Hai cái hoa anh đào bự gì nó đây trước cửa nhà luôn. Với lại tulip cũng còn rồi hoa anh đào mà con mua mà bực tết cái gì? Ừ. Cũng còn cho nên con mua nữa. Cho mùa hè. Dạ. Mai mốt nó tàn rồi con mới mua. Nó tàn con mua thêm con trồng. Bây giờ đi theo dì Xuân đi chơi. Bông màu vàng đẹp cho mọi người. Bông bụp này ở bông bụp nó bán nhiều lắm. Bông bụp này ở ngoài Huế gọi là bông gì đó, bông cẩn. Bông bụp. Bông bụp đó, ngoài miền của con là gọi là bông cẩn. Có màu cam nè. Màu vàng cũng đẹp nữa. Yeah, thank you. I just took a look. Thank you. I'm going around and come back. Thank you. Ủa cô mua cái chanh đó cô? Ờ, có 200. Chanh Việt Nam đó cô? Đây là bao nhiêu cây cô? Ở đây nó bán có 29 đồng 99. Bữa tôi mua với anh dài 2 cây 120. 2 cây 120 hả? Ớt nè. Phải không? Ớt nè. Wow, 220 là cây 60 á. À, bây giờ đây có bán 29 đồng. Mà đằng Mỹ Á nó bán tới 70. Ồ, chắc có hồi con lấy cái chanh đó gì xong. Vô trong cái line số 3 nha. Lấy chanh để đâu, trọng ngoại hả? Cái này là để mình làm gỏi rồi, gãi gà rồi được không con? Gà đồ, hấp gà rồi mà nó mua anh luôn. Ồ, đi vô đâu coi cái anh. Đi coi, đi. Nhà con có, nhà con có một cái chanh cái vàng. Mà bây giờ cũng mua cái thích mua cái chanh Việt Nam. Ở đâu rồi? Dạ. Ở đây gặp Việt Nam. Dạ mấy cô Việt Nam đi chợ. Cái dãy số 3. Gió quá trời gió nè mọi người. Gió nhưng mà mát. Đẩy xe qua đằng bên cho người ta đi. Rồi đi qua bên chỗ số 3 để quay chanh. Quay chanh Việt Nam. Chậu ngoài hả? Vì trong ở chậu rồi máy móc mình bấn vô. Chứ mà gì bấn ra bấn vô là nó yếu sức á. Số 3 đâu? Số 3 bên kia. Đi qua bên chỗ số 3. Cái cô kia cô chị số 3. Đi vào trong này coi. Ủa trong này là bán chanh mà sao thấy hoa nhiều vậy? Hoa này mọi người. Wow mấy cái hoa này đẹp quá trời này Di Xuân. Mua mấy cái này về trong. Ủa cái này là hoa thực dược á.
Nhà con có ươm cái nó khum cây hoài không? Anh Hiền anh mua mấy cái bọc có gì, mấy cái bọc cái củ có gì. Cái hoa nó bự hơn cái đầu con luôn á. Anh trồng ở nhà. Còn cái này là loài nhỏ, anh cũng có mua hột về anh rải nữa. Đẹp quá gì? Để gì để chim với mấy chậu kia. Ồ, đẹp quá. Cái này bao nhiêu chậu gì? Còn giá bao nhiêu? Cũng chưa thấy. Giá đâu ta? Không thấy giá. Nó có cái bông này đẹp nè Ngọc. Đó cái này với cái này tựa tựa với nhau á, đều cái này hai màu. Đẹp quá, sắc màu quá. Wow, đẹp quá trời luôn mọi người. Đây là ở trong cái nhà kiến nè mọi người. Người ta chưa có đem ra ngoài nhiều tại vì sợ nó lạnh lại á, thời tiết nó thay đổi á, hôm nay trời nắng ngày mai nhiệt độ nó xuống một chút. Đó, hoa này mọi người. Đây là cô Xuân nè. Dì Xuân bưng mấy chậu hoa đi rồi. Thấy mấy chậu hoa khoái qua đây đi rồi. Xíu nữa dì Xuân quay lại. Đẹp quá mọi người ơi. Nè. Wow. Trời hôm nay 88 độ luôn mọi người. Trong này chắc cũng phải 90 mấy độ á. Trong cái nhà này nó hơi nóng. Chưa thấy chanh nha. Vô đây quay chanh mà mới thấy hoa, chưa thấy chanh nha. Chanh ở đâu ta? Cái cô kia có nói là dãy số 3. Đâu thấy đâu. Đi ra lại mọi người ơi. Không phải chị ơi, chanh trong này không có thấy. Chắc có lại dãy khác rồi, dãy nó to hoa không à. Nắng quá phải quăng lên cái áo vậy thôi, nó nắng cháy da. Mấy cái này hoa nào cũng đẹp cái gì, nhìn thấy thích dễ sờ luôn. Mấy chậu này chim vô kia. Dạ. Yeah. Thấy không? Mà cái này nó có không minh lợi hoài không đây? Cái này chỉ mùa này mà bây giờ đi vô cho tới mùa hè. Nguyên mùa hè được. Dạ, yeah, tới mùa chậu đi. Chứ mọi năm nó không quay lại là gì xuống. Đúng rồi, không biết là cái nào. Dạ, yeah, nó chỉ quay ở trong mùa hè thôi. Chị cần muốn lấy thêm một xe nữa không? Khỏi. Chứ làm dụng này một gì đâu có đủ. Chất vô kia đủ rồi. Đẹp cái này mọi người. Đúng cái. Ok. Lấy màu vàng. Con phải đợi cho nó tàn cái hoa ở nhà để mà mua thêm. Chứ về nó nhiều quá, hai cái loài hoa nó khác nhau, nó bị chỏi, bị chỏi. Dạ. Yeah. Kiếm cái chanh, mua cái chanh thôi. Đi, vô số này gì? Gì vô số 4 coi. Chắc vậy số 4 này quá. Gì không đi tuốt xuống cái này, con quay có cái chanh không nha. Họ hai bên này mọi người. Đẹp quá trời luôn. Ôi, nóng quá. Trong này nóng thiệt á. Đây là hoa nhà kiến, người ta làm mấy cái dãy dài vậy luôn á mọi người. Hoa cái dãy bên này coi. Không có gì ơi. Gì lấy cái đó hả? Ờ, cái này chỉ giữa nó ra bông nè, cái hai cái vàng và cái hai cái đỏ. Yeah. Nhiều quá vậy, gì bỏ trước nhà hết luôn hả? Gì bỏ vô cái chậu rồi cờ dư gì cho gì tư. Trời, tàu trơn, út. Nó tàu lao lắm. Đất này người ta ươm nó trong cái nhà kiến nó lên cao chưa? Nhà con ươm nó mới lên có chút xíu à. Con ươm khổ qua với lại mướp hương. Rồi bí đỏ. Ớt. Hiện tại bây giờ là con ươm chừng đỏ. Cái đứa con bóp cho sao mà nặng quá vậy? Đâu có nặng. Đây. Thấy gì đây, cà chua nữa. Cà chua nữa. Nè, đó mấy cái này nhà con nhiều lắm gì? Nó đang lên. Tự nhiên nó lên. Ồ, nó lên lại mỗi năm cái gì, nó lên búp lại. Cái này cái gì? Cái hoa này đây đó, con mua hoa màu tím. Đây nè. Nhà con có mua hoa tím này nè. Đó, nó đang lên búp là nhiều lắm chứ không lực. Đầm hơn cái này. Để nguyên như chậu gì luôn hay xuống đất. Con mở cái chậu ra, con trồng dưới đất. Okay. Rồi mỗi năm nó lên lại. Số 2 này cũng hoa không có gì ơi. Số 2 cái này mấy lọ bông ở trong nhà. Dạ. Yeah. Con thích kiếm cái chậu hoa sứ gì xuống. Hoa sứ. Hoa sứ Việt Nam ở đây thấy. Hoa sứ ở đây không thấy ha. Ừ. Đó chợ Việt Nam. Này nè, ở Costco nó bán nhiều lắm bông bụt. Dạ. Yeah. Cái này nó bán rẻ hơn đường khác cái gì xuống. Đường khác nó bán mắc quá trời luôn. Có cây bàn rồi mọi người. Cây bàn á, cây bàn lá bàn á, hồi xưa đi học á. Ở trường học lại có mấy cây bàn. Mà xanh rồi mọi người. Kiếm ra rồi. Tại cái phường này nó bán bự quá. Mà bây giờ mình đi vòng vòng mình kiếm mất thời gian lắm, mình phải hỏi.
nhà có trồng một cái cây chanh mà chanh vàng Ngọc ươm lên đó. Ngọc ươm lên năm ngoái tới năm nay rồi. Cho nên giờ nó bự rồi mọi người, nhưng mà lá thì nó không thơm bằng cái lá chanh chanh xanh này đâu. Ở đây còn được ba cái chậu chanh nè. Lấy hai chậu này đi. Ở nhà có một chậu, ở nhà chanh kia. Ngọc lấy cái chanh này cho dì Xuân coi. Coi thử dì thích không? 29 đồng 99, 95. Lấy hai cái chanh kiếm từ hồi nãy giờ. Kiếm đã ra nãy mình tìm dùm lá ha. Kiếm hai cái chanh rồi mà cái chanh này không phải chanh mà cái vàng số 8 á. Có một cái lá trên lá dưới nó mới thơm. Còn cái loại chanh này màu xanh nhưng mà cái lá này không phải nên nó không có thơm. Cho nên dì nói không có lấy cái này. Để đi chỗ Việt Nam mua. Dì tính tiền. 5.95. Ok. Lấy tiền ba đất nó bán bao nhiêu bịch cái gì? 5.25. À, hồi bữa con mua ở Costco là 12.99. 25.95. Cái này 25 đồng á. Oh, it's not 15.95. Yeah. No. Oh, the different size. Hay mắc à, chắc có lẽ cái kia nó smaller, nó nhỏ hơn á. Một cái chậu hoa này 25 đồng mọi người. Hồi nãy Ngọc tưởng nó để cái size là 15.95. Cái này 25 đồng mấy? 8, 9, 12. Đi hỏi bao nhiêu một chậu? How much for? 495. And this one? Same price. Same. Okay. Same. 495. 495 là 4 đồng 95. 1795. Cái đó 7.7. How much? 1795. For hotel? For hotel. Mm-hmm. 17. 201 đồng 82 cent. Thì yeah, nhiều ha. Chừng này 17 đồng mấy nè mọi người. Bông vàng thọ nè 17 đồng mấy. Đang nguyên cái chai này luôn. Múa này về trong thì nó lạ gì. Tại vì người ta ướm sẵn á. Mấy cái hoa này dì Xuân mua về để dì Xuân bỏ giữa hai cái chậu à, giữa mấy cái chậu hoa à, cái này là rau chua. Hôm nay Ngọc đi theo đi chơi thôi à. Để con đẩy cho. Luôn luôn cho nó hát nó kim. Cái đẩy cái đó hả? Ừ. Ok. Cho nó đẩy cho mình không. Có người đẩy không? Rồi đi ra xe. Mà đi chơi. Yeah. Mà đi chơi. Đi chơi đi theo dì Dung mua hoa. Cái sáng thì dẫn nó gì vậy, sớm thì ra gì lại. Nhà con giờ con nhiều hoa quá, phải đợi mai mốt rồi mua. Vì hả nó ra lại không niên hết rồi mà vì chồng cái này là kim cái cửa đó à dạ rồi cho tư cho ông út ra mùa nào tao cũng quẩy mà đi rồi đi giờ hả? Lên xe là đi về nóng quá mọi người ơi. Trời mùa đông á, thích mùa xuân thích mùa hè, giờ mùa hè rồi thì nóng quá. Đã mấy cái nhục đồ luôn á, hôm nay đi là có nắng chút xíu, có tan rồi đó mọi người. Đi theo dì Xuân, Ngọc đi theo dì Xuân chơi thôi. Ngọc chọn được cái hai chậu chanh. Nhưng mà cuối cùng lại là cái chanh đó không phải là chanh nấu ăn. Chanh số 8 để mà mình nấu ăn. Dạ. Yeah. Chanh mà chanh số 8 á thì mình bóc gỏi rồi gỏi gà rồi. Mình nấu lẩu nó được, còn cái này nó không có thơm. Giờ mình đi về đường cũ hả Ngọc? Dạ. Đi hai hả? Đi qua trái qua đây gặp đi hai nè. Ok. Đi qua trái nó cho không nữa. Bởi vậy. Cho nên Ngọc cuối cùng Ngọc không mua được gì cả. Xuân mua không à, đi chơi theo gì chơi thôi. Tại mấy bữa đi Home Depot mua nhiều cây để về trồng rồi, nên hôm nay đi chơi mua hoa cho gì Xuân. Đi về đường cũ nóng rồi mọi người, nóng thơ hư bông ta hết hai chân này. Đúng rồi, đi về để tưới tưới nước tưới hoa hết trơn. Xuân còn lấy xe rồi, bye.